Xin chào quý vị, xin chào tất cả các bạn. Hiện nay tôi đang đứng ở khu đô thị Thọ Xuyến các bạn, một dòng xe tải công của nhà máy Trường Giang Đông Phong sản xuất. Tất cả quý vị và các anh em, là một cái dòng sản phẩm của Trường Giang Đông Phong lắp ráp ở Việt Nam. Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Đinh Xuân Phú, hiện đang là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần Đức Anh Thịnh. Hôm nay công ty về một em khủng long, cực kỳ khủng long, to. Ở trong Nam người to này, to bá xã luôn. Anh em mình thử qua một cái vài cái xem là con khủng long này nó có những ưu điểm nhược điểm gì nhá. Bạn coi phim đi, qua xem anh em có cái gì cho nó em mình xem. Trước hết thì về bề ngoài con năm chân TMT này được nhà máy sản xuất với theo được như của nhà nước ấy, thì là sẽ phải là thiết kế với phiên bản bảo vệ môi trường là Euro 5, đời là đời 2019. Anh em mình đi qua xem là cái thông số kỹ thuật nó như thế nào nhé. Kích thước phủ bì của xe này thì thông số nó là chiều dài nó là 9.3, còn chiều rộng nó là 2.5m, còn chiều cao từ mặt đất từ vạch bánh xe lên đến đỉnh nó rơi tầm 3.7m. Đó là phần về phần kích thước phủ bì của bạn của xe. Về kích thước lòng thùng đi, nhà máy thiết kế con bốn chân này nó có hai phiên bản. Một là phiên bản trước mặt anh em mình đây là phiên bản thùng thùng đúc, nhưng mà nó là vuông, thùng vuông. Còn một phiên bản khác nó là phiên bản thùng dẹt, gọi là anh em thường gọi là thùng thùng vát ấy. Đó, về kích thước thùng thì xe này nó chỉ chiều dài nó rơi tầm khoảng 6.5m, chiều ngang là 2.3m, còn cái bửng thành thùng này nó chỉ có tên khoảng 72 đến 75 phân thôi, chính xác là 75 phân. Cái nhược điểm của xe này, thùng là ok rồi, chiều rộng cũng ok rồi, nhưng mà với cái nhận xét khách quan của tôi ấy, thì cái bửng thành thùng này thì nó hơi thấp, hơi thấp so với thùng vát. Thì thùng vát thì nó cũng như thế, nhưng nó chiều dài thùng xe nó chỉ được khoảng 6.4m thôi, nhưng mà cái bửng của nó rơi lên tầm gần 1m, nó 95 phân. Cái lợi thế của cái thùng vuông này, nó lợi thế là cơi thùng lên được khoảng 1m. Đấy, cơi lên 1m giúp anh em mình chở 40 tấn ô tư. Đó là về phần kích thước ở ngoài. Anh em mình thử đi xem là con này nó khủng khiếp như nào nhá. Với lốp đi, lốp được nhà máy thiết kế với lốp 12.020. Lốp là khủng nhất rồi. Lốp, 4 dàn lốp như nhau. Hai dàn lốp sau được nhà máy thiết kế với hai giờ cầu dầu nhá. Những phiên bản option luôn các bạn đúng không? Cầu dầu thiết kế hai vành lốp sau là cầu dầu. Cực kỳ khủng. Đó. Với bình dầu trước mặt anh em mình đây thì bình dầu này theo tôi dự đoán thôi, nó rơi tầm khoảng 300 đến 400 lít. Rơi tầm 400 lít. Đó là bình dầu. Đây là bình hơi. Con bốn chân Sinochắc này được nhà máy thiết kế với điện nhá, điện là 24V. Cực khủng đấy. Nhà máy thiết kế cái ben này thì ben đầu. Nhưng mà nếu mà nhiều anh em cũng muốn là cái ben này, ben đầu thì nó cũng rất là, nếu mà so với cái tải trọng của này thì ben đầu này nó cũng hơi yếu. Nếu mà các cái dòng xe khác thì ben bụng thì nó có vẻ ok hơn. Đó là đến cái ý kiến khách quan của tôi thôi, còn anh em về trong thực tế thì cũng không biết thể biết được. Đó là về phần đằng trước đi. Anh em mình về đằng trước. Đằng trước thì cabin này được thiết kế, nhà máy thiết kế với cabin là cabin Sinochắc. Đây, máy Hovo CNSTHT. Cũng ok. Cụm đèn này cũng được thiết kế với một cụm đèn một nguyên thôi, chứ không tách riêng ra. Thể hiện là đèn cốt, đèn pha, đèn sinh nhan đây. Đó. À thôi, tôi có giới thiệu cho anh em quý vị các bạn, cái này cũng hay này. Đằng trước ấy, đằng trước của cái cabin này được nhà máy thiết kế cảm biến nhiệt.
không khác gì con xe con đâu. Đấy, các cảm biến nhiệt ở hai bên luôn nhá. Cảm biến nhiệt là như thế nào? Cảm biến nhiệt là khi mà anh em mình vào những cái năng lái xe vào nhưng mà cái chỗ mà nó không khó thì trong cabin họ sẽ có tiếng rú của cái đèn cảm biến nhiệt này. Cái này là cái khác biệt đấy, cái này cũng hay đấy, nó như là dòng xe con. Một cái hay tại bạn quay phim quay rõ vào đây cho anh em, cả quý các bạn để làm rõ này. Anh em đang lên ben này mà tắt máy này thì đèn nó sẽ kêu đấy, để thể hiện là chúng ta đã thể hiện là xe đang có lưng ben, giúp cho các bác tài quan sát hoặc là chú ý tốt hơn. Đó là về phần hay của xe này. Đây rồi đó. Về phần ấy đi, về phần nhíp đi, nhíp được nhà máy thiết kế với nhíp 12 lá dày dặn, ước chừng nó rơi tầm khoảng 2,5 phân, 12 lá nhíp chắc chắn. Hai cầu nhá, con này hai cầu các bạn, hai cầu sau. Đây các bạn quay phim quay thử cho tôi xem hai cầu sau nó nhìn nó ok không. Hai cầu sau chắc chắn nó khỏe khoắn, nó như một con khủng long luôn. Ok. Rồi. Cái thùng tôi lại nó nhắc đến cái thùng, vì cái thùng đó nó làm tôi rất là ưng ý. Thùng này được thiết kế với đáy thùng dày, độ dày của nó 1 phân. 1 phân đấy, không khủng. Còn với thành thùng nó chỉ được khoảng 8 ly thôi. Quá khủng rồi. Quá khủng khiếp. Bạn quay phim nên cabin đi, xem anh em mình xem qua cabin. Đây các bạn thấy không, khi mà anh em mình lên ben ấy thì mà khi mà tắt máy thì nó sẽ có tiếng kêu như này. Không tắt được. Đó, không tắt được tiếng kêu này thì mình khi mà mình lên ben thì nó sẽ có tiếng kêu này. Tôi vừa phải tắt cái phần nâng ben đi để hạ ben xuống, không là ở trong cabin này có tiếng rú không giới thiệu đến anh em quý vị các bạn được. Thì cái cabin của Sinochak này nó cũng giống đời cũ thôi, nhưng mà vừa rồi ra cái thế đời Euro 5 này thay toàn bộ bằng bảng điện tử hết, tất cả mọi điện tử. Thì được nhà máy thiết kế với kính điện, gương điện để khi anh em mùa đông về sưởi kính này. Đấy, có rất là hợp lý. Về phần ghế thì ghế hơi, hai ghế phụ và ghế lái đều ghế hơi. Bên này ở trên này thì là có một cái giường. Đấy, anh em ví dụ anh em đi mà làm đường xa đấy thì anh em có thể nghỉ ngơi. Và những lúc anh em nghỉ. Đó. Tay lái cũng trợ lực bằng điện, rất nhẹ nhàng. Côn được trợ lực điện nhẹ nhàng, phanh hơi ok đây. Phanh hơi. Đó. Điều hòa hai chiều. Quay phim điều hòa hai chiều đây. Hay. Đó là về phần cabin. Bạn cứ quay một phần giữa anh em các bác tài mà đã tầm mà đã lái xe 4 chân, 5 chân mà xe tải như này thì mình chỉ cần sơ ra giới thiệu sơ qua anh em các bác đã biết hết rồi. Tiến số thì 12 số tiến, 2 số lùi. Đây. Đó. Chỉ cần mình quay qua thôi. Để anh em quý vị các bạn tham khảo thêm. Có cửa sổ trời nhá. Ví dụ anh em mà lái vào những chỗ mà mùa hè nóng ấy mà không muốn dùng điều hòa cho đỡ, có cái mở cửa ra thì nó rất thoáng và mát ấy. Ok. Đó là về phần cabin. Vừa rồi thì anh em mình cũng vừa đi qua một cái sản phẩm nó cực kỳ hot, nó rất là khủng. Dùng anh em để vào những công trường, công trình loại to, loại khủng như những công trình như thế này. Thì anh em mua ủng hộ cho tôi. Xin chào và hẹn lại. Nếu mà anh em quý vị cảm thấy nó phù hợp công việc, hãy đến với công ty chúng tôi, số điện thoại ở bên dưới. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.